là tài năng nhí. Cuối cùng, xin mời. 79 điểm. Đặc biệt trong tập 7, các tài năng nhí ngang tài ngang sức. Và lần đầu tiên có hai tấm vé dành cho hai tài năng có số điểm ngang nhau. Bằng tài năng thông minh lém đỉnh, cậu bé Minh Khang là một trong hai biệt tài nhí giành tấm vé vào bán kết. Và con hâm mộ chú Tân Thành nhất đời luôn. Và chú Tân Thành con hâm mộ nhất đời luôn. Nhất đời. Bước gì con? Bé một khả năng hoạt ngôn một cách kinh khủng khiếp. Bây giờ là năm gợi ý của chương trình. Đầu tiên đó chính là thùng rác, cây xanh, ảnh các nghệ sĩ nổi tiếng, máy tính, ảnh thực vật. Tại vì cái kiến thức của cái cậu bé này nó khủng khiếp, nó bật ra cái gì cũng có trong đó. Thế ra cái phạm trù nào phải nhiều, phải rộng. Tôi đang thiên về thế giới động vật, nên tôi nghĩ là ảnh thực vật là hợp lý. Trời, liên quan dễ sợ luôn trời. Còn chị Os và bé Bình. Bình có một chút suy nghĩ là các nghệ sĩ nổi tiếng. Đúng rồi, trời ơi hay quá. Chúng ta một đội mà. Hay thật. Trời, đến số cuối cùng mới thấy hai người đoàn kết đó thiệt. Chọn ảnh cái nghệ sĩ nổi tiếng. Các nghệ sĩ nổi tiếng Bình ơi. Các nghệ sĩ nổi tiếng. Thôi bây giờ chiều bé này đi. Ảnh các nghệ sĩ nổi tiếng. Bốn người nghệ sĩ hết phải không? Có gì xa lầy hết nha. Ok. Bên đây cũng là ảnh nghệ sĩ luôn ạ. Rồi. Tiếp tục là trùm đáp án. Xin mời. Xin mời Minh Khang. Coi cái mặt ông kìa. Ôi, thằng Hoàng ơi. Đây là lần thứ hai con nhờ đại cô á. Cô á hả? Chính là con nhỏ nhỏ có con đi một đường rồi nhớ cái hồi đó không? Con ơi! Con trai! Chú nói nghe nè! Con nhả cục kẹo ra được không? Không, con cục kẹo ra trong miệng với cô. Dạ, nói chậm lại chút xíu ha. Võ Hạ Trâm và Trịnh Thanh Bình lên đây chơi với bé. Trời ơi! Khang ơi! Bắt đầu nha con! Dạ. Đây là những gợi ý của chương trình. Bây giờ Huy sẽ đưa ra. Và ai biết được đó là gì phải giơ tay phát biểu. 2, 3. Oh yeah. Rồi mời Khang. Hơi âm bục. Ủa? Giơ tay. Ủa phải giơ tay hả? Ừ. Tại sao gọi là hơi âm bục vậy con? Người ta gọi hơi âm bục để nói tiếng âm bục. Hả? Cái gì? Người ta gọi hơi âm bục để người ta nói tiếng âm bục. Tên tiếng Anh của nó là gì con? Habicus. Ôi dồi ôi. Bình có nghĩ là đúng không? Sao tôi biết được? Tôi còn biết cây này. Tôi còn biết hoa này tiếng Việt gọi là cái gì nữa nè. Chú ơi chú. Thương nay chú hơi lâm bụt chưa? Thì sao lâm bụt á? Có một cái điều anh á. Hơi leo ra núi á. Vậy đó ta chỉ biết kiểu như thế thôi. À là có người anh leo lên núi là hết chuyện rồi đó. Hết rồi đó. Đâu có đâu, đâu có đâu. Ơi, leo xuống núi nữa. Là leo lên, leo xuống. Giờ mắt của anh đó. Anh leo núi mà phải tìm ra một bông hoa trên kênh. Đó không có bông trên đỉnh núi. Đó không có bông hoa nào hết. Cái anh đó khóc. Cái một trời đen có một bông hoa xuất hiện. Anh nói nghe nè. Không mấy giờ mình có cái việc súp nào để cho mọi người. Đây mà. Nè, tôi súp được. Nè, đó là sự tích hoa dân bụt là có một anh chàng nọ leo lên núi. Rồi sau đó leo xuống. Sau đó anh leo xuống không được. Anh ngồi đó anh khóc. Giờ khóc thì một cái cây nó nở ra. Từ đó người ta gọi là hoa dân bụt. Khang ơi, tiếp theo nha. Hoa tiếp theo. 2, 3. Trái này tôi biết nè. Trái này người ta gọi là trái coconut. Ủa? Đúng không con? Đúng không Khang? Đâu có đâu đó. Trái dừa. Nhưng mà trái này không phải là trái coconut. Mà là trái này là trái dừa. Trái dừa. Trái dừa là nơi xa của nước Việt Nam. Tên chứ con của nó cũng là coconut trời ơi. Con, trái dừa này là ở miền nào của Việt Nam? Ở Việt Nam. Miền Nam. Mà ở tỉnh nào? Ở tỉnh nào nhiều nhất nè? Bến Tre, đúng rồi Bến Tre. Lừa có thể cái tôi ra rất là nhiều thứ. Đó nè, rồi nước nó nè, rồi kẹo nữa. Nhiều lắm. Tiếp. Tôi biết cái này nè. Xe cứu hỏa. Tiếng Anh là gì con? Thôi con đọc cái bài thơ cái xe cứu hỏa được. Bình đỏ lưa lửa, bụng chứa nước đầy, trôi chạy dư bay. Hết qua đường phố, nhà nào có lửa,
tôi dập dình tay, ai có chữ cháy, có ngay. Tôi biết là quý vị rất là hoang mang, nhưng đừng lo, chương trình có việc súp ở dưới. Lên đi anh Hạnh ơi. Em chìm nước biển cái. Tiếp tục nè, cái này là cái hoa gì? Hoa giấy thì có đặc tính gì? Là cánh nó mỏng, nó có ba cánh. Và đó là tơ của một loại lá trái dứa. Hả? Cái hoa giấy là tơ của một loại lá trái dứa là giấy. Hoa giấy là một loại hoa, cái cánh nó mỏng, nó có ba cánh. Quay cái râu là nó giống như giấy. Là cái râu dứa hả gì? Nó giống như giấy. Mà rồi là Sự vợ là cảm thấy là hoa này thì làm bằng giấy. Hoa này làm được giấy. Rồi, tiếp tục đi. Đây là cái gì? Rồi, nói đi con. Dạ, đây là quả thanh long. Quả thanh long thì nó như thế nào? Kẻ thù của quả thanh long là kiến. À, kẻ thù của quả thanh long là kiến. Tại sao? Vì nó đục. Vì nó phá hại cho cái thanh long. Nên trước đây con nghĩ là chúng ta trồng ở chỗ nào không có kiến. Trồng chỗ nào thì không có kiến, con nghĩ nè. Là những chỗ mà có không có kiến á. Là cái chỗ nó không có kiến đó. Thì quá khó đọc tôi không à. Dẫn lời chi vậy nè. Dẫn lời. Rồi còn trái này là trái gì đây? Quả bí ngô. Trái này người ta nhớ là kiểu bí đỏ mà, kiểu bí ngô. Nó đều giống nhau hết. Cũng giống nhau hả? Nó lại bí thôi là bí tao. Rồi nó có gì khác với mấy trái bí bình thường? Nó trái bí đào á, còn chỉ có một xanh thôi. Quả này là một kem. Cái này để giảm nhức đầu á. Giảm nhức đầu. Cái này là gì con? Pumpkin. Pumpkin. Đây là bài chơi của Halloween. Yeah. Trời ơi, dễ sợ. Con này là gì? Hoa ti côn. Các bạn có chữ chỉ xí hai ti côn nha. Ở xưa có một cô gái yêu một chàng trai. Từ từ. Rồi á, đây là cô gái bên cô gái một chàng trai khác. Rồi cái cô gái đó buồn quá, cái cô gái đó bỏ đi. Rồi đó thì một ngày nào có một chơi nhà một cô gái đó chơi một cái cây có là bò ra hoa. Nên hoa ti côn có được bị gọi là hoa tim vỡ. Rồi này là gì đây? Xanh rác và chiếc mini rác. Vì nó cứ rác rác chứ bỏ lên thùng. Tại sao chở rác? Để bảo vệ môi trường. Tại sao phải bảo vệ môi trường? Phải môi trường hơi thúi. Ôi trời ơi. Ủa? Nhưng mà bây giờ người ta chở nó đi. Người ta chở nó đi đâu? Chở rác đi đâu? Còn biết không? Nó luôn là máy xử lý rác. Bây giờ nè, con thấy là rác là có cái gì mà sử dụng lại được nè, tái sử dụng lại được nè, con biết không? Con nghĩ là giấy, chai, một loại thứ mà có thể chai chết được nữa là nhựa. Là nhựa. Nhựa đúng rồi, nhựa là được làm bằng cho mấy cái chai á. Mấy cái thứ mà đựng trà sữa với chè cũng như thế, cũng tương tự. Bây giờ nè, cho chú Thành hỏi là trong tất cả các loại xe con thích nhất cái xe gì? Xe rác. Tại vì đó cho thành phố đường sạch đèn nó không mới thích. Ờ. Chứ là sao chứ không có xe mà vào cho thành phố sạch đèn thì làm sao thích được. Rồi vậy thì bây giờ bên trong bao nhiêu cái thứ thực phẩm con thích nhất là thực phẩm nào? Chính là rau mùng tơi. Tại sao con thích rau mùng tơi? Vì con thích ăn nó mà chứ ngoài thôi. Tại sao con biết được là sao? Rồi bây giờ cái trên đời này con thấy là cái thức ăn nào là bổ nhất nè? Con nghĩ là rau củ quả. Tại vì nó có những chất khác nhau nên con nghĩ là nó tốt cho sức khỏe nhất. Chứ mà chưa sô-cô-la kẹo và đồ bước nó đi. Bỏ vô xe rác. Bây giờ chú Thành mập quá, giờ chú Thành muốn ốm là giảm cân thì mình phải ăn cái gì là tốt? Con nghĩ là cái bạn đi cái đồ giảm cân cứ phải như thiên phước để thiệt quá. Trời ơi, anh nãy giọng chú ý không theo dõi. Nếu như con có một lời khuyên cho con Thanh Vân, con sẽ khuyên cái gì? Đừng mua những thứ có chất đường cho cái con của cô.
Và chỉ mua rau củ quả với hoa cỏ cho các con cô thôi. Bây giờ cái chú này con thấy là có đẹp trai không? Tôi nghĩ là hơi hơi. Thế là đẹp trai rất luôn. Thật chỉ cần xối ca rất kìa. À, xối ca. Trang ơi, nếu mà cô đi trên đường á, vô tình thấy một cái ví tiền á đánh rơi, thì theo con nên làm gì? Con nghĩ nên giao cho công an. Con nghĩ là nên như thế để có thể cách thống nhất để tìm ra ai là người chủ của cái bóp đó. Bây giờ đưa lên công an rồi lỡ công an bắt lại luôn rồi sao? Tưởng mình ăn cắp cái bóp đó bắt lại mình lại luôn sao? Con nghĩ là con vì con của một cái bóp luôn rồi. À con có một cái bóp rồi hả? Đúng rồi. Bây giờ chú hỏi con câu hỏi cuối nè. Ví dụ hồi nãy là con nói là xe rác rồi, nhưng mà bây giờ chú muốn hỏi con nè, giống như là trong một đám cháy thì mình cần bao nhiêu xe tới đó? Con nghĩ là 10 chiếc xe cứu hỏa, 1 chiếc xe cảnh sát và là 9 xe cứu thương. Tại sao con muốn gọi xe cảnh sát tới? Con là vì đó là đúng phương tiện ưu tiên mà giúp đỡ cho mọi người đi con. Và con cũng gọi xe gác, xe cảnh sát luôn để tìm ra nguyên nhân vụ cháy. Còn xe cứu thương làm gì con? Để cho bệnh nhân chân của tất cả tất cả bệnh viện. Ghê thật. Bây giờ là phần quan trọng nhất của con nè, là phần chọn đội. Con muốn chọn về đội nào? Cứ nghĩ vậy. Ủa con đi thì con mất tên rồi. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua 4 phần thi của 4 biệt tài nhí ở tập 14. Lần này MC Nhí Thiền Phước mang kênh mua sắm lên sân khấu và đã tạo nên những tràng cười không ngớt. Bộ đôi Cao Bách và Tú Phương giữ vững phong độ, vẫn vô cùng kỹ thuật và biểu cảm xuất sắc trong bài thi nhảy của mình. Cô bé dân ca Ghi Đình cất cao chất giọng ngọt ngào trong bài hát Sóc Sờ Bài Sóc Trăng. Cuối cùng cậu bé Minh Khang một lần nữa làm mọi người thích thú với sự hiểu biết của mình. Mời quý vị và các bạn tiến đến phần 2 của chương trình, phần thi ứng xử.